Thì đề thì tôi cũng đã nộp lên trên trên trường rồi ha. Thì chờ ngày các anh chị thi thôi. Thầy ơi, mình có đề ôn Dạ. mình có cái giống như ngân hàng câu hỏi đề ôn không thầy? Dạ không anh ơi. Mình Cái thi mình thi tự luận hay là thi trắc nghiệm ABC thầy? nghiệm ABCD. Dạ. Các anh chị có hỏi về về đề thi thì các anh chị cứ hỏi nha. Cái gì không rõ thì em sẽ giải đáp cho các anh chị. Vậy thầy có cô đọng lại cái nội dung nào không thầy? Chứ nó rộng miên man mà. À, rồi à, bây giờ cô động hả? Bây giờ quá nhiều bài làm sao để cô động hết ta? Thầy cô đọng không hết sao tụi em học hết vậy? Tất nhiên là những cái gì mà trong cái buổi học sẽ nhấn mạnh cho các anh chị nha. Thì thứ nhất là về đái tháo đường á, thì mình cũng đã biết rằng là đái tháo đường tiếp 1 về cái cơ chế bệnh sinh nó sẽ như thế nào, đái tháo đường tiếp 2 thì cơ chế bệnh sinh nó sẽ như thế nào. Về đái tháo đường tiếp 1 thì cái cơ chế bệnh sinh nó sẽ ra sao, về đái tháo đường tiếp 2 nó sẽ như thế nào. Rồi cái thứ ba là về tiêu chuẩn chẩn đoán, đúng không nào? Tiêu chuẩn chẩn đoán chắc chắn sẽ có, và mục tiêu kiểm soát đường huyết cũng chắc chắn sẽ có, được không? Vậy thì trong cái slide đó các anh chị phải coi cái vấn đề đó nha. Rồi về tiêu chuẩn chẩn đoán, mục tiêu và các cái loại thuốc thường điều trị, một cái loại thuốc cơ bản thường điều trị trong đái tháo đường tiếp 2 đó chính là metformin. Là thuốc điều trị đầu tay và gần như là cơ bản thì đó là metformin ha. Còn về tiêu chuẩn chẩn đoán thì trong slide đã có các anh chị rồi ha. Thôi bây giờ sẽ cho các anh chị sẽ làm trước, làm thử cái này một cái nha. Các chị có thấy trên màn hình không? Dạ thấy rồi ạ. Rồi. Ví dụ như câu số 1. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đái tháo đường? Rồi. Rồi các anh chị chọn đi. Trong 2 phút các anh chị làm hai câu. Alo. Em cho một ống vitamin đi. Chứ ống ly tăng đi rồi. Có gì anh sẽ chúng mình ghi hồ sơ. Sao các anh chị được không? Một một D 2 A đúng không thầy? Rồi bây giờ mình coi. Đái tháo đường phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đái tháo đường? Đái tháo đường tiếp 1 là do di truyền, đúng không các anh chị? Đúng Dạ không? đúng. Dạ đúng. Dạ đúng. Câu số 2, câu B. Đái tháo đường tiếp 2 thường là do việc kháng insulin, đúng không? Dạ đúng luôn. Rồi. Câu C. Đái tháo đường cách gì tắc nít nhỉ? Đúng luôn hả? Câu C. Đái tháo đường thai kỳ thường có nguy cơ mắc đái tháo đường tiếp 2, đúng không? Đúng rồi. Đúng, cuối cùng là câu D, tất cả đều đúng. Nhưng mà các chị nhớ nha, trong đề thi thì thường cái câu tất cả đều đúng nó hiếm lắm, nó ít lắm nha. Nên đừng có câu nào cũng không biết là câu tất cả đều đúng, có chuyện nó sai đó. Rồi câu số 2, phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đái tháo đường tiếp 2? Chọn câu sai. Câu A, đái tháo đường tiếp 2 thường là do cơ chế chính là sự đề kháng insulin, đúng không? Đúng Đúng rồi. đúng Đúng. đúng rồi
B, bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 thường do thiếu insulin tuyệt đối. Sai. Rồi, Chắc hả? C, sinh con nặng lớn hơn 4 kg là yếu tố nguy cơ của đái tháo đường tiếp 2. Đúng thầy. Đúng, đúng. À, câu D, đái tháo đường tiếp 2 là có thể biến chứng tim mạch não thận. Dạ đúng. Đúng rồi. À, vậy câu sai của mình là câu nào các anh Câu chị? B, câu B. À, D, thì trong đái tháo đường tiếp 2 thường là thiếu insulin tương đối ha. Nó thì đề thi của mình nó cũng sẽ giống như vậy, nhưng mà sẽ có một số tình huống. Rồi, câu số 5. Câu số 5. Bệnh nhân nam 60 tuổi đến khám vì lý do là uống nhiều, tiểu nhiều và sụt cân. Sau đó bệnh nhân được chỉ định xét nghiệm đường máu ghi nhận là đường huyết đối 158 mg phần trăm. Phát biểu nào sau đây đúng với bệnh nhân trên? Chọn câu sai. Câu A, bệnh nhân trên có triệu chứng của tăng đường huyết có không? Có. Có. Câu B, bệnh nhân trên cần làm một mẫu đường huyết tương cách nhau 7 ngày, đúng không? Rồi, giờ không biết đúng không để đó. Câu Đúng. C, bệnh nhân trên được chuẩn đoán đái tháo đường ngay lúc này. Sai rồi. Sai, sai. À, tại sao sai các anh chị? Mình phải Thì làm chưa đủ cái cơ sở để xác định là bị bệnh đái tháo đường. Nhưng mà bây giờ tại sao câu này Đường các huyết chị lúc đói mà 158 là cao hơn chuẩn 140 lúc hoặc 125 lúc đói. Chờ hơn 125. 126 Dạ vâng. nha. Hơn hơn 125 thì sẽ là đường bị đường huyết. Bây giờ gì nè, là ca này là có trên 126 chưa? Hơn ạ. Trên Hơn rồi. đó rồi, vậy Đúng thì đủ tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường chưa? đủ rồi. Lúc đói như vậy là đủ rồi. Lúc đó như vậy là đủ, nhưng mà trong bài học là mình cần bao nhiêu mẫu nè? 2 mẫu là một mẫu lúc đói và một mẫu sau 7 ngày. À, tức là 2 mẫu, nhưng mà cái ca này chỉ mới có 1 mẫu thôi, mình nói bệnh nhân đái tháo đường ngay lúc này có đúng không? Chưa đủ cơ sở lắm. Chưa đủ. Rồi, bây giờ câu D, bệnh nhân cần loại trừ các nguyên nhân làm tăng đường huyết khác đúng không? Đúng. Đúng. Tại vì bệnh nhân đó lỡ có một cái gì đó làm bệnh nhân tăng đường huyết đúng không? À, ví dụ như bệnh nhân uống corticoid làm tăng đường huyết rất là nhiều luôn đó các anh chị. Nên trong cái mà lúc mà điều trị COVID á, mà có những trường hợp nặng á, tụi tôi điều trị bằng dexamethasone á, tức là corticoid á, mà trên nền là bệnh nhân đó có đái tháo đường, kiểm soát rất là khó luôn á, tại vì corticoid nó sẽ gây cho các anh chị là làm tăng đường huyết đó các anh chị, nên là những trường hợp mà xài corticoid lâu dài thì có nguy cơ là tiểu đường, được chưa? Vậy thì câu này câu năm câu nào sai các anh chị? Câu 5 thì câu chọn câu là sai. Câu C sai. Bệnh nhân đái tháo đường ngay lúc này. Là câu 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 C. C đúng không nè, là câu C sai đúng không? Dạ đúng rồi. À, rồi bây giờ câu 6, cho làm luôn câu 6. Ngoại trừ là nó tương ứng với chọn câu sai nha các anh chị. B thầy. Câu nào? À, câu B. B. Câu A là đái tháo đường thai kỳ là đúng nè. Câu C là tăng huyết áp là đúng nè. Câu D là béo phì, đặc biệt béo vòng bụng là đúng nè. Vậy còn câu B. Đó, đề thi của mình cũng sẽ tương tự giống như vậy nha. Làm hết cái này luôn đi thầy. Thôi, sao được? Rồi. Cái ngân hàng đề mà sao làm hết được anh? Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái bệnh lý về trào ngược các anh chị. Các anh chị sẽ qua bệnh lý về trào ngược. Bây giờ về cái câu số 11 về trào ngược thì bây giờ các anh chị phải hiểu được cái cơ chế bệnh sinh. Vậy thì cơ chế bệnh sinh trong trào ngược dạ dày thực quản. Câu A là chậm làm rỗng dạ dày đúng không nè? Các anh chị coi trong cái slide. Trong slide của trào ngược có cái cơ chế này.
Cơ chế bệnh sinh chính thường gặp trong trào ngược dạ thực quản, câu A chậm làm rỗng dạ dày đúng không? Ủa các chị có mở cái slide đó lên chưa? Đang mở thầy ơi. Dạ có cái phần chậm làm rỗng dạ dày đó thầy. Có không? Các anh chị dạ. Mở ngay cái slide số 7 cho tôi. Với lại là tăng áp lực ổ bụng cái nghe cái phần đó thầy. À. Rồi, vậy thì cái của chúng ta là cái gì? Câu đầu tiên, chậm làm rỗng dạ dày có không? Có rồi. Có. Giảm áp lực cơ phòng thực quản có không? Có. Có không nè? Có. Mà cái cơ chế bệnh sinh chính của trào ngược dạ dày thực quản đó chính là giảm áp lực cơ vòng của thực quản. Đã giải với các anh chị rồi. Đúng không? Nên chính vì vậy là bệnh nhân rất là dễ trào ngược. Và thứ ba là tăng áp suất trong dạ dày có không? Có. Có. Ừ thì tất cả là điều đúng. Dễ không? Tại lúc này thầy, lúc nãy thầy nói là hiếm cái câu tất cả đều đúng cho nên không dám này. Em đang nói hiếm chứ không phải là không. Tại vì đang tạo điều kiện cho các anh chị nha. Ừ. Rồi đúng chưa? Hiểu được chưa? Cái slide đó các anh chị phải học nha. Rồi thầy ơi, qua luôn thầy ơi. Câu số 12, yếu tố nào làm tăng nguy cơ trào ngược dạ dày thực quản? Câu này làm sai là giận các anh chị luôn. Xin thầy ơi. Chính xác. Đó chính là câu C. Nhiễm Helicobacter pylori. Nếu các anh chị nào có học bài, học với em mà nhớ thì các anh chị nhớ là bữa đó em nhấn mạnh rất là nhiều về cái nhiễm Helicobacter pylori, nó sẽ đi ngược lại với cái thằng trào ngược dạ dày thực quản. Và nếu như chính vì vậy thì những cái trường hợp khi bị nhiễm Helicobacter pylori, khi mà mình điều trị xong thì nó sẽ nảy sinh lên cái vấn đề là trào ngược dạ dày thực quản, đúng không? Có học không? Có không các anh chị? Dạ có thầy. Rồi câu số 13, câu nào các anh chị? C thôi. Câu nào? Ai cũng nghe câu C thôi ơi. Rồi. Vậy em này nghĩ là câu A. Rồi. Bệnh nhân nam 40 tuổi đến khám lý do là ho khan kèm nóng rát sau sưng ức khoảng 3 tuần nay. Bệnh nhân đã được điều trị tại khoa tai mũi họng bao gồm có kháng sinh, corticoid nhưng mà bệnh nhân này không giảm, tức là kháng viêm đó.
và bệnh nhân này không có tiền sử là tăng huyết áp, không phẫu thuật dạ dày, không có sử dụng thuốc giảm đau lâu dài, thì cái keyword có các anh chị đang học về tròng ngực dạ thực quản, thì cái gì nó liên quan đến tròng ngực dạ thực quản thì các chị liên hệ thôi nha. Thứ nhất là bệnh nhân trên có tình trạng ho, có thể là do tròng ngực dạ thực quản đúng không? Đúng rồi. Đúng. Trong cái phần này em đã nhấn mạnh cho các anh chị về cái triệu chứng ho thường hay rất là gặp trên những bệnh lý tròng ngực dạ thực quản mà các anh chị tưởng đâu là cái viêm phổi hoặc là cái viêm họng thôi, đúng không? Rồi, cái trụ cột điều trị thuốc ức chế tiết axit là gì? Trụ cột trong tròng ngực dạ thực quản là ức chế tiết axit, đúng không nè? Rồi, mình nói là cái trào ngược nó sẽ tỷ lệ nghịch với Helicobacter pylori, vì tự nhiên đi tiệt trừ Helicobacter pylori chia cho trào ngược nó tăng lên, đúng không nè? Dạ. Dạ cô Sê đúng rồi. Là cái đo pH thực quản 24 giờ là tiêu chuẩn vàng, vậy câu đúng chúng ta là câu cô Sê. Được không? Okay. Cho thêm gì được không? Anh học được đề cụ kỹ. Sao các anh chị? Được ạ. Sao học thêm đề gì được không? Được quá. Bây giờ thì tôi có hồi thi không biết có được hay không này. Quá luôn rồi ơi. Trong một bài các anh chị sẽ có một câu khó. Các anh chị học bao nhiêu bài là sẽ có bao nhiêu câu khó. Sẽ có một câu khó trong một bài. Thì các anh chị học hình như là tổng cộng là 7 bài không các anh chị hả? Đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Các anh chị học 7 bài chắc chắn là sẽ có 7 câu khó. Nhưng mà sẽ cho tối thiểu các anh chị 5 câu khó thôi để khống điểm lại. Tại vì tôi sẽ giới hạn điểm của điểm 10. Nha. Ừ. Được không? Được thầy, lấy 9 được rồi thầy. Ok các anh chị. Được chưa nè? Thì nãy giờ cái đề dễ giải được không? Dạ được rồi. Thầy ơi, cái đề là tổng cộng là thi bao nhiêu câu và thời gian bao lâu vậy thầy? Các anh chị sẽ thi 40 câu 45 phút, sẽ cho các anh chị thêm 5 phút, chứ thực chất là người ta sẽ thi 40 câu chỉ có được 30 phút 35 thôi đó các anh chị. Rồi. Câu số 18. Yếu tố nguy cơ của nhiễm khuẩn tiết niệu bao gồm. Bao gồm ngoại trừ. Và nhiễm trùng tiểu các anh chị còn nhớ không? C à thầy? Câu nào ạ? Câu C thầy. À đúng rồi, xác câu C. Tức là suy tim nó không có liên quan tới yếu tố nguy cơ, nên lúc nào là trong cái đề thi cũng sẽ có một câu yếu tố nguy cơ, chứ không hẳn là câu này, nó có thể là đổ trộn hoặc câu khác nha các anh chị. Đây chỉ là những cái câu mà điển hình cho các anh chị thôi, để các anh chị biết là mình nên học chỗ nào ha. Thì cái chỗ nào mà em cho chiếu những câu đó thì thường là đề thi em sẽ nằm trong đó thôi nha. Tại vì đó là những cái chính yếu nhất. Vậy câu gì coi các anh chị? Câu C đúng không nè? Trong các yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiết niệu thì bao gồm là quan hệ tình dục thường xuyên, hoặc là nếu bệnh nhân có mang thai, hoặc là bệnh nhân có đái tháo đường. Được không các anh chị? Rồi, cái slide mà phân biệt giữa nhiễm khuẩn tái phát và tái nhiễm là lúc nào trong đề thi cũng có, nên các anh chị chú ý cái chỗ đó giùm em. Rồi, các anh chị sẽ giải câu 19. Nhớ là trong đề thi lúc nào cũng có một câu đó hết nha.
Rồi, câu nào các anh chị ha? Đây. Câu nào các anh chị? Rồi. Bây giờ các anh chị mở lên cái slide đó chưa? Rồi thầy. Rồi thầy. Rồi bây giờ các anh chị chọn câu nào? Khó quá, anh đi câu C không biết có phải mà. Câu B. Có gì đâu mà khó. Câu D. Câu B thầy ơi. Là câu nào? Câu B thầy. Câu B. Trong slide có mà các anh chị. Chữ nhỏ qua em đọc xong rồi tới hồi em không có biết là em đọc câu nào rồi, em chưa đọc câu nào. Ủa cái chữ cũng bự lắm mà. Tôi đã zoom lên hết rồi mà. Em dùng điện thoại nên nó hơi bé. Rồi, câu 20. 20 này dễ không các anh chị? Câu B thầy ơi, câu B. Rồi, đúng chính xác. Rồi câu B. Rồi cho một câu nữa. Để chẩn đoán xác định nhiễm khuẩn tiết niệu dựa vào cái gì các anh chị? Thứ nhất là dựa vào công thức máu đúng không? Đúng. Rồi câu B, dựa vào sinh hóa máu. Câu D thầy. Câu nào? Đúng, chính câu xác. D. Đó chính là câu D. Tại vì các anh chị không có dùng, tại vì các anh chị làm mấy cái kia mà các anh chị không làm nuôi cấy nước tiểu, mà cái định nghĩa của mình là để chuẩn đoán xác định là nhiễm trùng tiểu thì các anh chị phải nuôi cấy nước tiểu để ra được vi khuẩn. Thì các anh chị thấy được vi khuẩn đó bao nhiêu, số lượng là bao nhiêu thì các anh chị mới chuẩn đoán. Còn nếu như mà các anh chị mà không có định đó được, không có, ví dụ như các anh chị muốn khẳng định anh A từng vô cái phòng đó thì các anh chị phải bắt gặp người ta tại chẳng, đúng không nè? Còn các anh chị mà nghe người ta đoán mò, ví dụ như công thức máu, sinh hóa máu nó còn tăng trong rất nhiều trường hợp khác, nên chỉ có xác định được là nuôi cấy nước tiểu, được chưa? Vậy thì đến lúc đó chúng ta sẽ có một câu nha các anh chị, đó là câu 22. Câu 22 này á, tức là sao các anh chị? Tức là các anh chị có cái bảng mà chuẩn đoán xác định đó. Các anh chị chỉ, cái đề nó dài lắm. Các anh chị chỉ cần nhìn vô cho em một câu chỗ thôi. Thứ nhất là người ta hỏi số lượng vi khuẩn. Thứ hai là có đặt xong tiểu. Mà bệnh nhân này nam, đặt xong tiểu. Thì các anh chị chiếu vô cái bảng. Được không? Được không các anh chị? Biết cái bảng nhiễm trùng tiểu chưa? Rồi, các anh chị mở cái bảng đó lên, em sẽ giới hạn cho các anh chị sẽ học cái bảng đó. Được chưa? Các anh chị mở lên chưa? Dạ.
Rồi ạ thầy. Rồi, các anh chị mở cái slide số các 19 anh chị mở cái slide số 19. Các anh chị chỉ học cho em hai chỗ. Chỗ thứ nhất là có sông tiểu lưu không có triệu chứng và nữ có viêm bàng quang và sông tiểu lưu có triệu chứng. Chứ chị chỉ học ba dòng đó thôi. Nữ viêm bàng quang thì số lượng vi khuẩn phải là 10 mũ 3. Còn đặt sông tiểu lưu mà không có triệu chứng là 10 mũ 5, mà có triệu chứng là 10 mũ 2. Vậy các anh chị quay trở lại cái bệnh nhân này. Thì bệnh nhân này có triệu chứng không? Mất mất cái có thầy hình ảnh có triệu chứng thầy, để anh coi, để coi. Có triệu chứng không? Có triệu chứng, có triệu chứng sinh tiểu. Vậy là mười mũ mấy các anh chị? Mười mũ hai. Mười mũ hai. Dạ, là 10 mũ 2. Được không? Rồi. Gọi là A rồi. Đúng rồi, là câu A. Được không các anh chị? Dạ được ạ. Được chưa? Rồi. Câu 26. Thuốc nào sau đây sử dụng trong điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu? Câu 26 là tất cả đều đúng rồi các anh chị nha. Câu D, đúng rồi. À, là câu D nha. Dạ. Yeah. Rồi, bữa nay chúng ta sẽ ôn hai bài. Sao? Các anh chị thấy sao? Được không? Ôn thêm đi thầy, ôn thêm đi thầy. Và thi hai bài đó thôi lại. Đâu có, còn nhiều bài lắm. Nhưng mà chúng ta sẽ ôn thi trước hai bài. Thì nãy giờ các anh chị nhấn mạnh lại nè. Thứ nhất á, là các anh chị học hai bài, nãy ba bài. Bài đái tháo đường, thứ nhất là các anh chị học yếu tố nguy cơ nè. Tiêu chuẩn chuẩn đoán nè. Mục tiêu đường huyết nè, là chắc chắn sẽ có. Được chưa? À, rồi, biến chứng của đái tháo đường nè, là tim mắc não thận nãy mình coi rồi. Đúng không? Rồi, cái thuốc thì câu thuốc đó chỉ cho một câu thôi. Nha, câu thuốc đó chỉ cho một câu thôi. Câu thuốc của đái tháo đường đó chỉ cho một câu giống hồi nãy thôi. Rồi, cái bài thứ hai là trào ngược dạ thực quản. Thứ nhất là các anh chị phải biết được các yếu tố gây nguy cơ trào ngược dạ thực quản nè. Thứ hai là về bệnh sinh nè. Và thứ ba nữa là các anh chị chỉ cần biết là các anh chị nhớ học giùm tôi là yếu tố là các anh chị phải điều trị không dùng thuốc. Tức là các anh chị học có 6 slide trong cái bài cho người dạy thực quản nha. Điều trị không dùng thuốc tức là thay đổi lối sống trong người dạy thực quản như thế nào nè. Và thuốc trụ cột trong dây chào ngược dạy thực quản như thế nào. Được chưa? Đó, thì có chỉ có 6 slide thôi chứ đâu có gì nhiều đâu. Rồi, qua cái bài thứ ba là nhiễm trùng tiết niệu nè. Các anh chị phải biết được cái số lượng vi khuẩn bao nhiêu trong những trường hợp mới giảng học ba trường hợp đó. Thứ hai nữa là các yếu tố nguy cơ nè. Thứ ba nữa là điều trị không dùng thuốc thì sẽ làm gì nè. Ha. Và các anh chị nhớ học giùm em kỹ hai cái slide là nguyên tắc điều trị của nhiễm trùng tiểu là quan trọng nhất. Nha, là có thi đó. Rồi đó, nhiễm trùng tiểu chứ có nhiêu đó. Là thứ nhất là yếu tố nguy cơ nhiễm trùng tiểu nè, thứ hai là tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm trùng tiểu nè, là hồi nãy mình giải rồi đó. Thứ ba nữa là cái số cúm vi khuẩn nè, số tư nữa là các cái thuốc thì câu thuốc hồi nãy là cho sẵn luôn các anh chị rồi đó. Và câu cuối cùng là các anh chị phải học được các cái yếu tố nguyên tắc điều trị của bệnh nhiễm trùng tiểu.
được không? Đề gì được chưa? Dạ được, ôn thêm đi thầy. Ok. Tại vì hôm nay em trực, nên là hôm nay em trực hồi sức với cấp cứu, nên là chắc ôn cho các anh chị ba cái này đi, rồi để trong tuần này hoặc tuần sau mà em có rảnh á, em sẽ sắp thêm một buổi nữa. Còn thí dụ như trường không mở liên thì mình tự mở liên mình học nha. Ô dạ tốt quá thầy. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn thầy. Thầy. Dạ, vậy thôi, mình nghỉ nha. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, dạ.